gà nướng cơm lam nha. À, cơm lam nè, cơm lam nè. Đây, cơm lam là cơm ống trúc kìa nè nha. Gà nướng. Gà nướng cơm lam. Cơm ống trúc đó. Đó. Nó cơm này là nó hấp chín rồi. Nó nhét vô. Chứ đâu phải mà để gạo mà chín đâu. Đợi, đợi hai người. Một, hai, ba. Vô. Một, hai, ba bên đây. Gì ơi, đây, một, hai.